cá thì còn con kêu mẹ chỉ mua cá chết thôi, không ăn con gì còn sống bà, mà mẹ con lại mua cá sắp chết, chuẩn bị chết chứ chưa chết. Những điều này bà cho là không có tội hoặc ít tội, con khuyên hoài mà không được. Kính mong sư cho bà lời khuyên để giảm bớt ác nghiệp. Thứ nhất là chúng ta nên phân biệt nha, những cái con loài động vật nào á là chúng sanh, còn cái nào là do sắc, do nghiệp sanh nha. Những cái con vật dù là còn nhỏ như là con kiến, con trùng thì nó vẫn là chúng sanh nha, và chúng ta giết nó vẫn phạm giới sát sanh. Chỉ có những con như là con virus như là cái con corona này đó, nó là sắc do thời tiết sanh hoặc là sắc do nghiệp sanh. Tại sao mà sư nói hoặc? Là bởi vì chúng ta không có thần thông cho nên không biết được là nó do sắc do thời tiết sanh hay sắc do nghiệp sanh, thì mình không chắc. Mà cái gì không chắc thì không nên dùng cái từ quả quyết mà chắc cú 100%. Nhưng mà tóm lại á, cái con cỡ như con virus á, thì nó không phải là chúng sanh. Còn những cái con khác như con kiến, con gián, con mối, con giun, con dế, con trùng thì nó vẫn là chúng sanh nha, phải phân biệt cái chuyện này. Dù cho ngay cả cái con rệp á, con rệp hoặc là con ghẻ, cái con ghẻ nó nằm ở dưới da mình á, thì nó vẫn là chúng sanh nha, nó vẫn là chúng sanh. Quý vị có thể hỏi sư dựa vào đâu, thì xin thưa là sư dựa vào trong tạng luật. Có vị tỳ kheo, khi mà vị này mặc cái y nó rất là tệ, mà vị này có lòng mong mỏi một cái y tốt, thì khi mà vị này được một cái y tốt á, vị này muốn là ngày mai là mình có y tốt rồi, ngày mai mình sẽ mặc cái y này. Nhưng mà đêm ngày hôm đó thì vị này mệnh chung, nhưng mà do chưa có kịp mặc y mới mà đã mệnh chung rồi đó, cho nên vị này tiếc cái y, thành ra vị này tái sanh làm con rệp ở trên cái y đó. Và khi mà Chư Tăng thấy mà vị này đã mất rồi đó, tính chia nhau cái y mới, thì y mới mà chưa có mặc mà, thì cái con rệp này nó chạy vòng vòng ở trên cái y đó, nó nói là y của tôi, y của tôi, y của tôi. Thì chư tỳ kheo phàm á, các vị không có thấy cái con rệp ở trên đó. Còn Đức Thế Tôn thì ngài biết, và ngài biết rằng nếu như mà ngài không can thiệp á, thì con rệp này do nó có cái lòng sân hận đối với các vị tỳ kheo, cho nên nó sẽ phải đi địa ngục. Cho nên vì cái lòng từ bi của Đức Thế Tôn, cho nên là ngài bảo với các vị tỳ kheo là 7 ngày sau thì mới chia y. Thì 7 ngày sau đó, cái con rệp nó tái sanh ở cảnh giới khác, thì khi đó Chư Tăng chia y không vấn đề gì. Từ đó Đức Thế Tôn mới đặt ra một cái điều học, một cái giới luật, đó là một vị tỳ kheo sau khi viên tịch đó, thì tài sản của vị đó để yên đó, không đụng tới, 7 ngày sau thì mới được chia, mới được đụng vào đấy. Thì chính vì lẽ đó nha, cho nên là ngay cả con rệp, con ghẻ thì nó vẫn là chúng sanh nha, nó vẫn là chúng sanh. Còn nếu như mà mình quý vị ngại, ví dụ như là tới cái mùa mưa nè, con này con kia nó bay vào trong phòng, thì chịu khó mình chịu khó mình rào, mình lưới cái cửa lại, để cho nó không có cái chỗ để mà nó vào đó. Rồi nếu như không được á, thì mình có thể dùng chổi mình quét nhẹ nó ra, đuổi nhẹ nó đi ra. Rồi trong phòng sư có một số chỗ mà kiến nó không nên làm ổ, nhưng mà do con kiến nó không biết nó làm ổ á, thì sư có làm một việc, đó là gì? Sư lấy bông gòn, rồi sư dùng cái sư nhỏ vài giọt về dầu hôi đó, vài giọt thôi, vô cái miếng bông gòn để gần cái ổ của nó, để gần cái chỗ mà nó chuẩn bị làm ổ á. Thì tại sao sư dùng cái bông gòn? Là bởi vì bông gòn nó sẽ giữ mùi, bông gòn nó sẽ giữ mùi.
Và tại sao sẽ chỉ nhỏ vài giọt thôi? Bởi vì vài giọt đủ để kiến nó nghe mùi nó đi rồi, chứ còn mình đổ nhiều sư sản nó chết. Rồi thì đương nhiên là kiến nó đi chỗ khác, nó làm ổ, nó không có làm ổ chỗ đó nữa. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Còn có một số chỗ á, mà sư thấy kiến nó bò, kiến đi tới đi lui, mà nếu như nó không ảnh hưởng gì tới sư thì sư vẫn để cho nó bò nó đi vậy thôi. Mình không có đụng đến nó. Tại vì mỗi chúng sanh thì đều kiếm sống rất là khó khăn. Nó rất là khó để nó kiếm sống, mà mình còn can thiệp nữa thì không lẽ mình để cho nó còn khó sống hơn hay sao? Đấy. Còn cái trường hợp mà con cá đó, thì thật lòng mà nói thì vẫn nên mua cá chết, chứ đừng có mua cá mà nó sắp chết rồi mình mua. Tại vì khi đó, đó tức là gì, mình thấy nó chết. Nhớ nhà tam tịnh nhục là không thấy, không nghe và không nghi. Còn cái chuyện mà mình trông, mình chờ, mình để cho nó chết, tức là mình thấy thì không có nên. Như vậy thì cái bữa thịt nó không có thanh tịnh. Riêng cái người đặt, đối với người đặt câu hỏi á, thì sư có vài chia sẻ như thế này. Đâu phải đơn giản mà Đức Thế Tôn nói rằng đối với cái người đó mà dù cho chăm sóc cho cha mẹ của mình cả một đời, vai trái gánh cha, vai phải gánh mẹ, đi khắp quả địa cầu cả trăm năm, mà dầu cho cha mẹ có tiêu tiểu trên người vẫn hầu hạ mà không có cái lòng oán hận, vẫn nuôi cha mẹ đầy đủ những cái vật phẩm thượng hạng ở thế gian này, thì người con như thế vẫn không trả được cái ơn của cha mẹ. Còn đối với những người mà cha mẹ không giữ giới mà mình làm cho cha mẹ có giữ giới, đối với người cha mẹ có tà kiến mà mình làm cho cha mẹ có chánh kiến, thì người như vậy đã trả được ơn cho cha mẹ rồi. Quý vị thấy nó đâu đơn giản. Nếu như cái chuyện mà cha mẹ mình không giữ giới mà mình làm cho cha mẹ mình giữ giới được á, cái chuyện đó nó không có đơn giản. Mà chính bởi vì nó không đơn giản, nó mới đáng để gọi là mình trả được cái hiếu. Chứ còn ở đơn giản thì còn chuyện gì để nói nữa ha. Ở đời không có chuyện gì dễ dàng. Báo hiếu cũng không có dễ nha. Báo hiếu không có dễ. Rồi cha mẹ có tà kiến, muốn sửa là sửa cả một đời, phải rất là nhẫn nại, phải rất là khéo léo, phải rất là có trí tuệ, phải làm thế này, phải làm thế kia thì mới sửa được. Chứ đâu phải là chuyện dễ dàng, chuyện đơn giản đâu. Mà chính bởi vì nó khó khăn cho nên mới gọi là báo hiếu thành công. Chứ còn cái chuyện mà mình cho cha mẹ đồ ăn thức uống, rồi mình nhẫn nại đối với những cái tật xấu của cha mẹ, thì cái chuyện nó bình thường lắm. Và không trả hiếu được cho cha mẹ, không trả hiếu nổi nha. Chính bởi vì nó khó cho nên mới gọi là trả hiếu thành công. Cho nên chỉ cần quý vị làm được chuyện này thì như lời Đức Phật dạy trong Tăng Chi, tức là quý vị đã trả hiếu được thành công cho cha mẹ rồi. Khó chứ không phải dễ nha. Mà chính bởi vì khó cho nên nó mới đáng. Sư chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của sư thôi. Tức là có từ khi mà sư biết sợ cái giới sát sanh, thì khi mà sư về quê mà gia đình sư mà có làm thịt con này con kia, giết thịt con này con kia đó, thì những con đó sư không có ăn. Đơn giản vậy thôi. Thì mẹ làm mẹ cứ làm, nhưng mà ăn thì con không ăn. Đơn giản vậy thôi. Thì dần dần á, dần dần á, thì gia đình sẽ hiểu ý. Thì mấy cái thứ này thì nếu mình có làm thì nó cũng không ăn, thì từ từ thì sẽ tránh và sẽ làm cái gì mà nó có thể ăn được. Thành ra tạm gọi là cái khổ nhục kế.
tức là vừa khổ mà vừa nhục tức là khổ nhục kế. Thì cái món nào mà mình thấy nó không có đúng pháp á, thì mình không ăn, chấp nhận nhịn đói chứ không ăn. Thì còn ai muốn ăn thì cứ ăn, vậy thôi. Còn cái chuyện mà con này con kia nó bò vào nhà đó, thì quý vị có thể chủ động, một á, là nếu nhiều thì có thể dùng cái chổi đó mình quét cho nó nhẹ nhàng, hay quét cho nó nhẹ nhàng để cho nó không có chết. Rồi mình có thể là mình để dầu hôi ở một vài điểm để cho nó bỏ đi, nó không có làm ổ. Đấy, có nhiều cách ha, có nhiều cách.